Thợ da Lecat xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, thợ da Lecat sẽ giới thiệu tới các bạn 13 màu sắc mới nhất của Kimmy đợt này. Hãy cùng Lecat tìm hiểu xem màu sắc lần này của Kimmy có gì đặc biệt nhé. Với dáng lạ mắt, may lộ hai phần ngăn chính cùng với sự kết hợp của nắp ví và quai đeo tay, Kimmy rất hữu dụng khi bạn mang theo nhiều giấy tờ bên mình. Mỗi nhân của Kimmy lại được chia ra công dụng khác nhau, giúp bạn có thể dễ quản lý đồ dùng, thẻ, điện thoại và tiền mặt. Nếu là một người ưa sự ngăn nắp thì đừng bỏ qua Kimmy nhé. Và đây là những đồ mà Lecat có thể đựng được trong một chiếc ví Kimmy này, bao gồm hai chiếc điện thoại cỡ lớn. Thẻ ngân hàng có thể cài ở hai ngăn riêng biệt. Và chắc chắn rằng tiền mặt sẽ luôn được an toàn ở trong ngăn khóa kéo. Kimmy lần này sẽ được khoác trên mình 13 màu sắc, từ trang nhã, nhẹ nhàng đến nổi bật cá tính. Hãy khám phá từng màu trong bộ sưu tập lần này của Lecat nhé. Về chất liệu, Kimmy được may từ 100% da bò thật và được Lecat trực tiếp thiết kế và sản xuất tại Việt Nam. Các bạn có thể thấy là đường may, đường sơn được Lecat thực hiện rất sắc sảo. Sơn cạnh được phối cùng màu, lớp sơn được thực hiện khéo léo và tinh tế, che đi toàn bộ đường ghép của các lớp da nhưng lại trông rất mỏng nhẹ. Những gam màu trung tính như đen luôn là sự lựa chọn an toàn nhưng không hề nhàm chán nhé. Với phiên bản màu đen trơn, đây là một màu cơ bản và được hầu hết mọi người lựa chọn bởi tính ứng dụng rất cao. Bên cạnh đó, một chiếc ví màu đen cũng sẽ giúp cho người sở hữu toát lên được nét sang trọng và thanh lịch. Đen họa tiết sẽ dành cho các chị thích sự an toàn nhưng vẫn muốn ấn tượng bằng một chút phối họa tiết vân da rắn mang lại cá tính riêng biệt. Màu đen phối với trắng là tông màu sắc cơ bản với gam màu trắng thanh tao, dịu dàng, pha cùng chút sắc đen quyến rũ sẽ mang tới vẻ đẹp nữ tính. Đây cũng là chiếc ví được lựa chọn thích hợp cho những ai theo đuổi phong cách tối giản và tinh tế. Cá sấu đen phối trắng cũng giống như đen phối trắng nhưng lại mang đến sự cá tính hơn bởi lớp da đen crux. Không thể không kể đến hai màu sắc mang lại hình ảnh nữ tính, kẹo ngọt cho các cô nàng yêu thích sự ngọt ngào. Hồng vỏ đỗ là một trong những gam màu được rất là nhiều chị yêu thích bởi chất da óng, mịn, không chỉ giúp tôn da, dễ phối đồ mà gam màu này còn cực kỳ thời trang nữa đó. Kimmy hồng tía với da bò full grain cùng những đường vân mạnh mẽ sẽ mang lại cho các chị một outlook vô cùng sành điệu, nổi bật và trẻ trung vào những buổi tiệc hay đi dạo với bạn bè. Gam màu kem luôn là bảo chứng cho vẻ bề ngoài chuẩn thời thượng. Nếu đã chót phải lòng gam màu kem nền nã, thanh lịch thì các bạn đừng bỏ qua hai chiếc ví này của Lecat nhé. Hãy diện nó trong những ngày đầu hè nắng nhẹ này nha. Đây là sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời, biến những set đồ đơn điệu trở nên thu hút và ấn tượng. Với những gam màu mận chín ngọt ngào sẽ giúp các bạn tìm được nét trẻ trung, gợi cảm và quý phái. Với những chiếc ví tôn màu ghi luôn mang lại hình ảnh một người con gái trang nhã nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp sang trọng, hãy kết hợp với những bộ trang phục màu tối nếu bạn muốn tạo nên sự tương phản rõ rệt hoặc những bộ cánh cùng màu đem lại nét duyên dáng dịu dàng. Màu tím trơn phối tím sim sẽ là một sự lựa chọn tuyệt giúp các chị trở nên điệu đà và nữ tính hơn. Một chiếc cardigan tối màu hoặc váy xếp hoa sẽ là những trang phục hoàn hảo đi kèm với Kimmy phiên bản màu này. Kimmy xanh đen phối xanh lá mang màu sắc tươi mát, trẻ trung, nhờ thiết kế thân cong mềm mại, có độ mở cùng phần thân phối màu xanh lá cá tính. Chính vì thế, Kimmy xanh đen phối xanh lá vẫn rất ấn tượng, đủ để tạo điểm nhấn cá tính cho riêng bạn. Gam màu cuối cùng của Lecat muốn gửi tới các bạn, một chút xanh thật xanh trong những chiếc Kimmy da thật mềm bóng. Đây là gam màu của hy vọng, của yêu thương cho những ngày giao mùa. Lecat mong rằng với những gam màu lần này của Kimmy sẽ cùng các bạn tạo nên một mùa hè xinh đẹp và hạnh phúc. Hãy ghé thăm Lecat để khám phá, mua sắm ngay các bạn nhé. Để đặt hàng, hãy để lại comment dưới clip này hoặc nhắn tin cho Lecat để được tư vấn mọi thắc mắc. Thợ da Lecat xin cảm ơn và mong được may và gửi những chiếc Kimmy ngọt ngào nhất này tới các bạn.